Hello, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại kênh của mình. Mình vừa bán thằng Vox Buy rồi anh em ạ. Giờ không hiểu sao mà mình đang phải xếp tận thứ 7 của ngoại hạng Anh. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ về mình dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đấy. Mình vẫn là mình về dẫn dắt đội quốc gia thôi. Ukraine, à chúng ta sẽ đá giao hữu với lại Ukraine. Đây là trận giao hữu thôi. À, bây giờ thì mình sẽ để đổi formation đi. Để về đá. Mình đang biết đá cái gì giờ đây. 4-2-3-1 à? 4-2-3-1 được. Ây da. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ có thể đá được đấy. Mình quên mất lên tuyển mình chưa chỉnh lại số áo cho các cầu thủ của mình. Và đây là chúng ta đang đá ở sân của bên Ukraine nhá. Trời ơi luôn. Stadion Olympic, sân vận động Olympic à, bên Ukraine. Ở Quế Ngọc Hải tận số 30 anh em ạ. Chắc là mình phải đi mình chỉnh lại số áo thôi. Gọi lên tuyển nhưng quên không chỉnh số áo rồi. Hình như số áo khác hay sao anh em ạ, trông lạ lắm. Tuấn Anh số 11 đúng rồi. Quang Hải 19 đúng không? Mình vẫn trận này là mình để Quang Hải đá CM nhá. Không. Đoàn Văn Hậu vẫn số 24. Mặc kệ giao hữu quốc tế mà. Không sao anh em ơi. Văn Toàn. Văn Hậu này. Tình huống đá cực kỳ nghệ sĩ của Văn Hậu. Quang Hải vẫn sẽ là người dẫn dắt lối chơi của cả đội tuyển. Bên dưới hỗ trợ cho Quang Hải sẽ có Hoàng Đức và Tuấn Anh. Hoàng Đức. Phan Văn Đức này. Quang Hải, ui Quang Hải quá yếu. Anh Hải ơi, ra đây truyền cho. Ơ kìa. Sao nhỉ? Ui. Một tình huống rất đầy cực kỳ quen thuộc của Quang Xin lỗi anh em, mình cầm MU bây giờ MU cũng không khác gì một đội bóng tầm trung. Người sút phạt góc là Quang Hải. Thủ môn lại bắt được rồi. Miền Ukraine trông lạ lắm. Phan Văn Đức đã phải lùi về rất sâu rồi. Không thấy Văn Hậu lùi về. Ui, một tình huống bắt bóng rất tốt của Đặng Văn Lâm. Đã vừa lên mặc áo số 1 rồi. Mặc dù ở MU anh mặc áo số 29. Có một số cầu thủ thì vẫn được mặc số áo nguyên bản. Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải, những cầu thủ mình được set áo. Chứ còn ví dụ như Quế Ngọc Hải phải mặc số 30 rồi. Ok. Ui giời ơi. Sao bên họ đá khét thế nhỉ? Không hiểu sao ngày hôm nay mình quay mấy video mình đá không thắng nổi trận nào anh em ạ. Khó hiểu thật. Ui rồi thế này thì làm sao mình đá được.
Đây, đây là Quang Hải. Ôi, sao lại bay đi đâu vậy? Chết thật, mấy trận gần đây đã toàn thua rồi. Ôi rồi thôi. Thôi. Ai trưởng một tình huống phản lý nhà ạ. Phản lý nhà đấy. Ui, này đập bằng tay chắc hải quế. Không ra, chúng ta là Việt Nam cơ mà, chúng ta ra gặp đội bóng châu Âu thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta yếu hơn họ. Bây giờ đang là Công Phượng. Công Phượng. Ok, một bàn gỡ. Ôi, gỡ được bàn rồi. Khiếp thật đấy. Quang Hải biết là vào rồi không thèm nhìn đấy. Ôi, 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 giờ là phút 33 à? Chưa được nửa trận đấu nhưng mà bây giờ là mình chỉ ghi được một bàn rồi, bây giờ mình cần phải thắng cơ. Ê à, đá đội tuyển quốc gia mà mệt nha. Này không biết mà đến tháng 6 đá World Cup như nào nữa anh em ạ. Trông người có vẻ hơi đuối. Ui dồi, bọn họ áp sát rất là nhanh luôn. Hải không lên thì lấy ai đá? Văn Toàn, ui dồi ôi, Văn Toàn ơi, cái gì vậy anh Toàn ơi? Sao bóng đất không vào, trời ơi trời. Rất khó hiểu, tình huống tương đối khó hiểu đến từ vị trí của Văn Toàn. Đây là Hoàng Đức. Xoay sở rất khéo nhưng mà các cầu thủ bên kia to quá. Họ đã to, họ lại còn có tốc độ nữa thì tất nhiên rất khó cho đội tuyển Việt Nam rồi. Ui, rất may là Đặng Văn Lâm đẩy được ra ngoài. Sao lại gợi ý thay Hoàng Đức bằng Minh Vương vậy? Ôi giời. Hết hiệp 1 rồi, hy vọng bây giờ mình chỉ mong trận này hòa được thôi anh em ạ, chứ tình hình này là đâu rồi. Chả nhẽ lại thua với Va Vẩn, mẹ ngoại anh đã tụt mẹ xuống thứ bảy rồi. Nào lên đây, lên đây. Đây rồi, Công Phượng. Ôi ôi, Công Phượng. Rất lẻ loi. Chắc chuyển qua đội hình mặc định quá. Đội hình mặc định thì Quang Hải đã phải dạt sang cánh phải để đá rồi. Đặng Văn Lâm bắt rất tốt. Tình huống Việt Vị hơi bị giới ơi, đất hỡi một chút. Chắc có lẽ hôm nay chưa được mặc đúng số áo của mình nên các cầu thủ Việt Nam đang hơi hơi ngộp. Công Phượng tình huống cướp bóng rất tốt nhưng mà bên họ đông quá, giờ đang đá theo cái kiểu là mọi đường bóng hướng về Công Phượng.
Rồi. Có Trọng Hoàng đây. Ok kìa, à, sao cô Phượng lại không không thoát xuống, lại đứng đứng cùng lại không. Quả đấy mà là Ronaldo thì chắc là ghi được ít nhất là 3 bàn như thế rồi. Rất tiếc là đây là đội tuyển quốc gia này, là những cái lúc mà các cầu thủ chúng ta có lỡ làm không tốt thì lại không có CR7 cứu nguy như lần trước. Tuấn Anh, Tuấn Anh, Tuấn Anh. Yes, tỷ số là 2-2 rồi. Tuấn Anh hay quá Tuấn Anh ơi. Mừng cái kiểu rất trông rất là bố láo. Hay quá Tuấn Anh. Người có tình huống bứt tốc lên là Văn Toàn và đường chuyền dành cho Tuấn Anh là rất tốt. Rồi, đến lúc mình nghĩ là mình sẽ phải thay bớt một số cầu thủ ra, tại vì chúng ta sẽ có hai trận đấu trước mắt. Thái Đức Chinh có thể sẽ là miếng ghép cần thiết. À, Trần Minh Vương đá CM anh em ạ. Thế thì mình sẽ cho Hoàng Đức ra để Thành Trung vào đá CDM. Rồi, kệ để vậy. Ok. Mặc dù mình không 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 thích Tuấn Anh lắm nhưng mà thôi kệ, có thì phải đá. Tất nhiên là mình không không phải là fan của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Mình fan câu lạc bộ Hà Nội. Mà thôi có phải đá anh em ạ. Dù gì cũng là các cầu thủ trên tuyển quốc gia và đã là những người mang về những chiến công thì chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải yêu quý. Người vào sân vừa rồi là Thành Trung. Thành Trung lại đang mặc áo số 22 của à 21 à? Thành Trung áo số 21. Đoàn Văn Hậu mở cánh cho Văn Toàn. Đúng rồi, Văn Toàn đang là Văn Toàn. Thôi xong rồi. Chết rồi, bọn họ rất là cao mà chỉ cần đánh đầu phát là thôi. Ok. Không có gì cả. Duy Mạnh số 2 là chuẩn rồi. Nhớ hồi xưa có cái đợt mà FIFA 23 mới ra cái mùa thẻ Việt Nam Star, cầu thủ trẻ Việt Nam mà đá U20 World Cup anh em. Duy Mạnh hồi đấy là đá CM, hồi đấy mình nhớ mình mua Duy Mạnh mà nên là mình nhớ. Đấy, từ từ mình xem có phần mềm gì chạy ngầm không, sao máy nó có vẻ nặng nề thế nhỉ? Ui đi cót. Đi cót chạy ngầm anh em ạ. Bảo sao máy nặng. Thôi. Thôi mà. Thôi nào. Ôi giời, ôi thôi, quý vị không quý vị à? Rồi, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của Đặng Văn Lâm. Các cầu thủ đang có vẻ như là đang bỏ vị trí rất nhiều. Đã đến cuối trận thì mệt xong lại chuyền sai rất là nhiều. Đấy, này nó game nó thực tế. Đặng Văn Lâm bắt quả khét thế. Rồi cho Quế Ngọc Hải ra không thở. Lên công về thở. Ui may không có gì xảy ra.
kìa. Ôi hết giờ rồi. Thôi bây giờ mình sẽ ngồi, mình phải chỉnh lại số áo các cầu thủ anh em ạ. Trận sau là chúng ta sẽ giao hữu với Phần Lan. Phần Lan thì như là chả biết là có ông nào không, không biết có cầu thủ nổi tiếng là quen không. Squad up này. Kit number phải 23. Đặng Văn Lâm xưa giờ mặc số 23 mà. Văn Toản là mình chả nhớ, Văn Toản mấy mấy, Nguyên Mạnh là một cầu thủ không ấy, không chỉnh được số áo anh em ạ. Đây là mình phải chỉnh, chắc phải chỉnh số áo bằng cheat table. Thôi cứ để vậy anh em ạ, để video sau mình sẽ chỉnh số áo bằng cheat table vậy. Sắp Công Phượng lại cứ bị trừ một nhỉ. Trận này mình sẽ phải sử dụng đến tốc độ Văn Toàn. Đến lúc này chúng ta phải cho Hùng Dũng vào thì trận này mới có thể win được. Rồi, chiến anh em. À thôi, dùng Đặng Văn Lâm nhiều quá, hôm nay cho Nguyên Mạnh vào bắt đi. Còn Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường cứ để đấy. Đình Trọng. Chúng ta có Đình Trọng ở đây. Rồi mình nghĩ là mình sẽ cho Bùi Tiến Dũng vào thay Duy Mạnh. Sẽ ổn hơn. Rồi, chiến nên cầm đội tuyển quốc gia mà hòa được Ukraine là cũng ngoạn ra gì ấy chứ. Có phải đùa đùa đâu anh em. Cũng căng thẳng phết đấy chứ. Hồng Dũng đang mặc áo số 31. Thực tế là Dũng chip mặc áo số mười mấy nhỉ? Số 16 phải không anh em? Rồi, bây giờ là chúng ta trên lý thuyết đã được đá ở sân nhà là Mỹ Đình. Thì trông trông cũng cái sân này trông cũng đàn áo Mỹ Đình. Nói thật sân Mỹ Đình xung quanh không có núi, xung quanh toàn nhà đất Hà Nội thôi. Rồi. Đây sẽ là trận giao hữu với Phần Lan, và Phần Lan mình không biết tên các cầu thủ Phần Lan là như nào. Hay à, trông uy tín nha. Ôi kìa, sao nhiên họ lại đẩy bóng cái quả. Bàn bật một chạm này. Ok à, các cầu thủ mình quên mất là có sự chênh lệch trình độ nhất định giữa một vài cầu thủ, nên là có thể ông này chuyền hay nhưng ông kia sẽ không bắt được đến mức đấy. Quế Hải hay quá, Quế Hải có Đỗ Hùng Dũng vào cảm giác các cái đường bóng ở tuyến giữa nó trơn tru hơn hẳn. Hiradeki này tên quen này anh em này, mình biết cái thủ thành Hiradeki này bắt ở đâu đấy mình rất là quen luôn. Quay Quang Hải, ui trời ơi, Quang Hải chưa ZD được quả nào. Bùi Tiến Dũng mở cánh cho Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đang ok. Trọng Hoàng tạt kiểu gì đấy, sao lại tạt quả nửa sút nửa tạt vậy. Nào 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 vào việc em ơi. Ô ok.
Hay. Tất nhiên là các cầu thủ châu Âu bao giờ có tốc độ tốt hơn của mình, nên là những cái hậu vệ của mình không dám chắc là sẽ có thể đứng vững quá lâu trước sức công phá của họ. Họ mà nhất là con AI của game mà mẹ nó đóng ảo thôi rồi. À, Trần Nguyên Mạnh đang mặc áo số 12. Ok. Hoàng Đức đang băng lên, Hoàng Đức đang có vẻ như Hoàng Đức sẽ dứt điểm. Không vào chứ lại. Ê, Hoàng Đức lại không sút vào ơi. Thôi chúng ta sẽ phải cố gắng chắt chiu cơ hội hơn nữa khi mà những cái tình huống sút treo góc có vẻ như là nó đang mất thiêng rồi anh em ạ. Mà nhất là với các cầu thủ Việt Nam nó càng mất thiêng, không hiểu sao cứ toàn xà cột. Còn tình huống chơi tương đối rắn của Phần Lan. Quang Hải. Quang Hải, đây đang là Quang Hải. Ủa kìa, sao Quang Hải lại không sút? Sao chân của đấy lại giật lại sao anh em? À, lỗi game. Anh em thấy đang giơ chân tự nhiên ông hạ xuống không sút nữa. Ok. Mà không biết các ông ấy chọn dáng Quang Hải giống y xì dáng ngoài đời luôn anh em ạ. Hay thật, kể cả dáng chuyền, dáng sút, dáng chạy trông cũng tương đối là giống. Có cái dáng chạy thì Quang Hải chạy mình một kiểu chân sát đất non ton trông nên vào game chắc là không có thôi, chứ còn cái quả, những cái quả vừa ấy, những cái quả chuyền mà nó không thuận hướng ấy, anh em nhìn giống y xì ngoài đời. Đấy. Ok mày quay mình đá hỏng nhưng mà bên kia toàn sút ra ngoài. Đây rồi, Công Phượng, một tình huống bấm bóng rất hay của Quang Hải. Đây là Công Phượng và như vậy là tỷ số đã được mở rồi. Ấy quá anh em ơi. Ui anh em thấy quả Quang Hải bấm bóng không? Quang Hải kiến tạo quá khét thật đấy. Ui à. Quang Hải kiến tạo thôi rồi luôn. Tuyệt vời luôn. Ai à. Nó lại uy tín luôn. Ui giời. Quang Hải bấm vào Công Phượng chạy chỗ. Ui sút chéo góc. Vẫn thiêng. Không phải là hết thiêng mà vẫn thiêng ấy. Ui trời. Đúng là những cầu thủ được đào tạo ở Old Trafford về, lò đào tạo Carrington về nó phải khác. Tiếp tục này. Tỷ số đã được mở ngay trước giờ nghỉ rồi, nhưng bây giờ thì Việt Nam vẫn chưa hết việc đâu. Chúng ta vẫn còn phải chống đỡ những cái đợt tấn công. Úi giời ơi, nó chạy kìa. Các bạn thấy không? Nhìn. Rồi, như vậy là trọng tài đã được kết thúc hiệp 1 và Việt Nam sẽ bước vào giờ nghỉ với một lợi thế dẫn bàn có thể nói là cực kỳ quan trọng. Nhưng thực ra đây là chỉ một giải giao hữu thôi, international friendly mà, nên là kệ. Đoàn Văn Hậu. Ui ô ra biên nhưng lại vẫn là quyền ném biên của họ là nào nhỉ? Quả đấy họ tắc bóng mà. Ui một tình huống phá bóng rất rát của Quế Ngọc Hải vậy không trúng à, thế nhưng lại không trúng ai. Đỗ Hùng Dũng. Người Hùng Dũng đã bị cản lại bởi các cầu thủ Phần Lan mà mình không biết tên, đọc tên chả biết ai luôn. Grand
Karinian. Vakari, nghe tên như kiểu mấy ông thần thoại Bắc Âu ấy nhỉ. Nhưng mà đúng Phần Lan là Bắc Âu mà. Hay. Tình huống áp sát rất tốt của Quế Ngọc Hải. Bây giờ cơ hội phản công cho Việt Nam, nhưng cũng có vẻ trông các cầu thủ Việt Nam khá đơn độc trong cái tình huống này. Quang Hải, đây đang là Quang Hải, Quang Hải. À, Quang Hải đâm thẳng vào người người ta rồi. Tình huống đánh chặn chủ động có lẽ là của Thành Trung. Công Phượng. Hoàng. Ui, Hùng Dũng với nhưng mà không chạm được vào bóng. Hơi đáng tiếc. Ui, Quang Hải cố gắng ZD nhưng mà không 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 mình chưa có tình huống ZD nào thành công với Quang Hải cả. Đáng tiếc ấy, từ đầu game ra đáng nhẽ là phải ZD thành công nhiều chứ, nhưng mà lại không không phải. Ok à. Có lẽ là một cầu thủ Phần Lan về vị à? À, quên mình chưa thay thay người. Thôi trận này thì để chính nó đi. Cho Tiến Linh vào vậy. Xuân Trường này xứng đáng cần được ra sân. Kê Văn Thanh. Xem cặp đôi Đức Chinh Tiến Linh này sẽ thể hiện ra sao. Và một tình huống một tình huống chuyền sai nhưng mình có thể gọi đấy là một tình huống để hết các tình huống thay người. Ô kìa. Wow, rất ảo cái sút thẳng vào mặt của Nguyên Mạnh nên là không có gì xảy ra cả. Hà Đức Chinh. Vâng, một tình huống đấm nhau cực tốt của Tiến Linh. Mà Đức Chinh thì lại chuyền hỏng mất tương đối đáng tiếc. Ôi không, ôi không, ôi không, ôi không. Lại một tình huống khó hiểu đến từ team bạn. Và Hùng Dũng này có một trận đấu phải nói là cực kỳ xuất sắc. Hùng Dũng phải nói là thu hồi bóng, phân phối bóng không chê vào đâu được. Rất đẹp ra ngoài như này. Trời ơi. Ui, 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 ui. Góc cái, ui, trời ơi. Tiếc quá anh em ơi. Tình huống này đáng tiếc quá. Quang Hải vẫn đang cố gắng rất nhiều với những cái tình huống sút xa của mình, nhưng mà có lẽ là may mắn chưa đứng về phía Quang Hải. Mà chỉ cần trận này thắng thì chúng ta cũng đã có thể nói là một bước tiến lớn trên bản đồ bóng đá quốc tế, mà đá giao hữu thôi chúng ta có thể thắng được Phần Lan, một trong những cái cầu thủ châu Âu thì chắc chắn là nền tảng họ phải hơn hẳn chúng ta rồi. Và một tình huống truy cản tốt. Rồi, mọi thứ có vẻ trôi qua hết trận rồi. Và như vậy chúng ta đã chiến thắng và cảm ơn các bạn đã xem tập này của mình. Hy vọng anh em có thể ấn like, subscribe để ủng hộ kênh của mình phát triển hơn trong tương lai, và xin chào lại anh em trong các video tiếp theo.